Hello, xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em gần xa. Mình tên Quá, mình ở địa chỉ chợ Lán Sen, huyện Nhân Thạnh, thành phố Cần Thơ. Hôm nay mình xin phép bà con mình test một cái em nồi cơm IH của Nhật, hiệu National SRA10H ha. Em này ngoại hình rất là còn đẹp nha, bị mật kiến găng ngang lên nha quý khách, không ảnh hưởng gì hết. Đây giờ mình test cái nhiệt độ trước cho ha, hiện giờ là 28-29 độ ha. Ha, không có lên ha, đó 29-28 độ, 30 độ ha. Rồi giờ mình bấm qua chế độ nấu nó nhanh đi cho nó. Rồi, trong khi chờ đợi nấu mình sẽ quay toàn diện em cho quý khách xem ha. Rất ưa chi là còn đẹp nha quý khách. Đây National 1 lít 2006, một điện 100, 1100W. Thằng này nó bị xét miếng. Nấu cơm rất là ngon nha quý khách. Không bị hôi, không bị hư gì trơn nha. Không cần phải hứng nước nữa. Cái này nấu được 2 lon rưỡi, 3 lon cũng được. 3 lon thì nó hơi dung lên quá. Mình xài mình bắt cái này là nút bắt ha, nút này là nút tắt. Rồi, mình tắt đi. Cái nút này là nút hâm. Tức là nó chạy bắt nấu xong nó mặc vô cho lò hâm. Mình tắt. Bữa nay 29 30 độ ha. Đây. Ha, 40 bốn mấy 50 độ ha. Đây quý khách, thì là chứng tỏ là nồi nấu được nha quý khách, nhiệt độ lên nha, ngon chỉ còn rất ok ha, nồi cũng còn tương đối đẹp nha quý khách. Đây son nồi rất là ok ha. Cái son này lâu lâu có khách khứa về nấu lẩu nấu đồ ăn cũng được, biết từ nhặn cái nấu lẩu này nghe ha, rất là dày dặn. Mình bán là bao test ok hết. Máy zin 100% nha. Rồi quý khách nào có nhu cầu thì liên hệ dòng chợ tốt Zalo, Facebook hay YouTube giùm mình ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em này mình bán giá mong muốn là 550.000 nha quý khách. Ship vẫn chia 2 như mọi khi. Rồi, cảm ơn quý khách đã và đang quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.